cái khẩu trang ra. Nào cho mình người ta ngắm nhan sắc cái nào đấy. Wow. Quá đẹp trai, quá dễ thương luôn. Bây giờ chị cho hai đứa thời gian hỏi nhau nha. Tìm hiểu. Em muốn hỏi gì này? Anh tên gì? Anh tên gì? Em tên Thọ. Tên Thọ. Vâng. Tên Thọ. Anh sinh năm bao nhiêu? Sinh bao nhiêu? 2005. 2005. Em bao nhiêu? Em 2003. Hỏi gì nữa không? Em muốn lái chi? Không sao. Em có bằng lái chưa? Chưa, em không biết gì đâu. Không sao hết. Cái gì cũng học được hết á. Ok. Em ở Đức Mành. Em đang ở nhà chưa đi làm. Ở nhà chưa đi làm. Sắp đi làm. Em nghỉ học rồi, em đi làm rồi ạ. Làm ở trên đất xong ấy ạ. Em đi làm trên đất xong, vậy hôm nay em về hả? Em nghỉ hả? Vâng. Hôm nay chủ nhật về coi ghép đôi mà. Em đi coi ghép đôi hay là em muốn đi ghép đôi? Em có người yêu chưa? Xác nhận một cái này. Chưa, nhưng mà... Nhưng mà sao? Cái nhưng mà này mới quan trọng này. Em có muốn kiếm người yêu không? Em không biết tàn gái. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Dạ chị này ưa nhìn ạ, chị xinh gái. À, bạn này bảo là em ưa nhìn và xinh gái. À. Muốn hỏi gì đâu? Gu anh mặc của anh như thế nào? Bạn ấy kêu là gu anh mặc của em như thế nào? Dạ con gái ấy mặc đồ form rộng ấy ạ. À, form rộng à? Trời chuẩn rộng luôn. Bây giờ người yêu của em là gì? Như thế nào? Hơi nhoi nhoi một tí. Hơi nhoi nhoi à, vui tính đúng không? Hơi nhoi nhoi, vui tính, à, lầy. Kiểu vui tính ấy. À, vui tính. Kiểu bạn ấy muốn tìm một người vui tính, hơi nhoi nhoi, hơi ngây, hơi lầy. Em như thế nào? Em đi nói nhiều. Nhưng đi hỏi chủ nhật cho mình coi đi. Bạn nói nhiều, ngây. Bây giờ gu người yêu của em là gì? Nói nhiều. Nói nhiều thôi, em có nói nhiều không? Không bé ơi. Em nói ít lắm nhưng mà mỗi lúc thôi. Không sao, một người nói nhiều thì vẫn phải có một người nói ít đúng không? Mình bù qua bù lại. Cực kỳ thuyết phục. Đây, giờ có một quả bóng. Hai bạn làm sao để nổ cái quả bóng này? Nhỏ thế. Nhỏ nó dễ nổ. Ok. Nhỏ nhưng mà nó dễ nổ. Đèo tiền. Ok. Giờ mình ôm hoặc là gì đó cho nó dễ nổ. Mọi người vỗ tay đi mọi người. Cố gắng lên, quay lưng lại hay là làm sao đấy? Ôm vào. Ok. I love a sudden you, the hero of my story. I celebrate the... Rất tiếc quả bóng chưa nổ. Hay là mình thử quay lưng lại với nhau á, lưng song lưng, mình ép lưng lại. Đúng rồi, bạn nữ quay lưng lại. Đúng rồi, hai tay đang xích với nhau. Đúng rồi, tay bạn nữ đang tay bạn nam. Đúng rồi, gồng lên. Mạnh lên. Cố gắng lên cho nó nổ nè. Đúng rồi, quá nổ rồi. À, giờ mình hỏi cảm giác của bạn nam khi mà tiếp xúc với bạn nữ. Cảm giác bạn như thế nào? Giờ... khó tả, không biết nói sao. Khó tả. Vậy mình hỏi bạn nữ nha. Bạn nữ, em tiếp xúc với bạn nam khi mà làm nổ cho bóng thì cảm giác em như thế nào nhỉ? Tại bình thường. Bình thường à. Mình tìm kiếm bạn nữ, mình đập trúng bạn nữ hai cái là coi như mình hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người chỉ dẫn cho bạn nam với bạn nữ đi ạ. Rồi hai bạn tìm kiếm nhau đi ạ. Ok. Sao bạn đánh mạnh thế? Bạn trai hỏi em sao lại mạnh thế? Biết gì đâu. Bây giờ hai bạn có thể quay lưng lại với nhau đi. Ok mọi người, đếm từ 1 tới 10 giúp mình với nha. 1 2. Yêu từ đâu mà ra, khi ý chia xa vòng tay của nhau chỉ khiến ta thêm buồn đau. Cho nhau mừng nào, nói mỗi hôm thôi chào, để sau lưng nhau là chẳng lần nào nó đâu. Vỗ tay đi mọi người. Cảm giác em thế nào mà khi thấy bạn nữ quay lại? Dạ,
thấy vui. Vui à? Vâng. Hai bạn này ghép đôi thành công thì sẽ có một món quà nước hoa từ nhà tài trợ Quý Phượng. Thì mọi hai em á tạo điều kiện cho hai đứa luôn, ngày mai đi xuống địa chỉ 06 Nguyễn Khuyến Đắc Minh đi lấy nước hoa nha, của nhà tài trợ nha.